hai lần hôn nhân trắc trở của Hoa Thúy, nữ cảnh sát hình sự nổi tiếng màn ảnh Việt. Hoa Thúy, tên đầy đủ là Đỗ Hoa Thúy, sinh năm 1976 tại Đông Anh, Hà Nội, là một nữ diễn viên Việt Nam. Hoa Thúy được biết đến nhiều nhất với vai nữ chiến sĩ cảnh sát Thu Hiền trong bộ phim Cảnh sát hình sự năm 1997. Thúy hiện công tác tại nhà hát Tuổi Trẻ, đồng thời cô cũng tham gia đóng phim và kinh doanh. Hoa Thúy được biết đến nhiều nhất với vai nữ chiến sĩ cảnh sát Thu Hiền trong bộ phim Cảnh sát hình sự năm 1997. Hiện tại chị đang công tác tại nhà hát Tuổi Trẻ, đồng thời cũng tham gia đóng phim và kinh doanh. Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh, mới đây Hoa Thúy tái xuất khán giả truyền hình trong vai Thủy Dung, một cán bộ tòa án phim Lựa chọn số phận của đạo diễn Mai Hồng Phong. Nhân vật này của Hoa Thúy giống chị ở sự quyết đoán mạnh mẽ, nam tính ở vẻ bề ngoài nhưng chất chứa nhiều nỗi buồn trong lòng. Hoa Thúy thấy cuộc đời mình và Dung khô cằn như nhau vì không có nổi một bàn tay che chở. Cũng có những lúc vật vã bởi cô đơn nên phải tìm niềm vui ở công việc. Giống như Dung, Hoa Thúy cũng hết lòng hỗ trợ cho các đàn em trong công việc. Cô hạnh phúc vì những gì mình đang làm trong phim cũng giống như ở ngoài đời. Hoa Thúy vốn xuất thân từ diễn viên chèo của đoàn chèo Hà Nội, nay là nhà hát chèo Hà Nội, nhưng sân khấu và điện ảnh mới chính là duyên phận từ nhỏ của chị. Hoa Thúy bén duyên nghệ thuật từ năm 14 tuổi đến khi lên 17. Nhờ ưu thế sắc vóc, chị được đạo diễn Vũ Châu mời đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh Duyên Nghiệp. Sau đó, Hoa Thúy chuyển hẳn về công tác tại nhà hát Tuổi Trẻ đầu những năm 2000. Hơn 20 năm gắn bó với nghiệp diễn, Hoa Thúy đã có một gia tài không nhỏ, những vai diễn trong nhiều bộ phim ăn khách như Xin Hãy Tin Em, Cảnh sát hình sự, Bi Đừng Sợ, Chuyện của Pao, Hà Nội Mùa Đông 46, Xin Hãy Tin Em, Chiều Ngang Qua Phố Cũ, Tình Khúc Bạch Dương. Hết mình trong nghệ thuật, cống hiến cả quãng tuổi thanh xuân cho những bộ phim hay trên sóng truyền hình, nên năm 2019, Hoa Thúy được tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, có một sự nghiệp ổn định, thậm chí là phát triển rực rỡ không kém gì nhiều nữ diễn viên trẻ đẹp thời bây giờ, nhưng nghề lại không đủ sức nuôi sống chị và gia đình. Chính chị phải thừa nhận, nghề diễn không đủ giúp tôi nuôi con, cùng với công việc ở nhà hát. Hoa Thúy bận rộn với công việc kinh doanh. Cơm áo gạo tiền đã cuốn Hoa Thúy vào cuộc sống thực mà quên đi nghệ thuật. Nhưng đó là chị chỉ tạm quên để lo điều trước mắt, còn trong sâu thẳm, nữ diễn viên vẫn dành tình yêu cho nghề. Có sự nghiệp, nhưng cuộc sống riêng tư của Hoa Thúy lại khiến nhiều người thương cảm. Ở cuộc hôn nhân thứ nhất, chị và người chồng đầu, diễn viên Tùng Dương gặp nhau khi cùng tham gia bộ phim Sống Mãi với Thủ Đô. Khi đó chị mới 18 tuổi, còn Tùng Dương đã gần 30 tuổi, họ yêu nhau và kết hôn sau đó. Sau 7 năm, cặp đôi chia tay, Thiên Nga, cô con gái nhỏ, cô con gái của họ cùng được hưởng khả năng diễn xuất của bố và mẹ. Sau đó, chị bước vào cuộc hôn nhân thứ hai sau 4 năm đổ vỡ hôn nhân đầu. Chồng chị sống ở Quảng Ninh, còn chị sống với các con ở Hà Nội. Nữ diễn viên chia sẻ, tôi kiên định với con đường mình đi, dù xa xôi nhưng không hiểu tại sao lại có thể cập bến an toàn. Cuộc hôn nhân thứ hai của Hoa Thúy đã dừng lại sau 10 năm gắn bó. Không thể giữ được gia đình trọn vẹn cho con, Hoa Thúy thấy rất có lỗi. Chị càng ân hận hơn mỗi khi hai cậu nhóc đòi bố. Ngày bố mẹ chia tay, mình và Muối còn rất nhỏ, không mấy khi thể hiện nỗi buồn. Hoa Thúy cứ nghĩ các con hồn nhiên ngây thơ nên chưa hiểu chuyện gì. Thế nhưng 4-5 năm trôi qua, hai cậu nhóc càng lớn, càng thường xuyên tìm lại những ký ức cũ rồi đau buồn, hờn trách mẹ. Mình âm thầm tiết kiệm tiền tiêu vặt rồi bảo mẹ hãy tìm sách dạy bí quyết để bố quay lại và sẵn sàng cho mẹ tiền để mua. Chị nghẹn lòng, đau lòng vì thương con nhưng tôi chẳng thể làm gì. Ngoài việc cố gắng giúp con hiểu, tự chủ trong mọi chuyện vui buồn cũng như những khó khăn sẽ xảy ra trong cuộc đời. Tiểu sử Tùng Dương, diễn viên lận đận nhất màn ảnh Việt và câu chuyện cuộc đời ba cuộc hôn nhân. Tùng Dương, tên khai sinh Nguyễn Đỗ Tùng Dương, bút danh Tùng Dương Cô La, sinh ngày 19 tháng 1 năm 1969 tại Hà Nội, Việt Nam, là một diễn viên, nhà biên kịch, đạo diễn người Việt Nam. Tùng Dương bắt đầu tham gia lĩnh vực phim ảnh từ năm 1994.
Nhưng phải đến những năm đầu thập niên thứ nhất của thế kỷ 21 mới được công chúng thực sự biết đến với những vai diễn phản diện xuất sắc. Anh ghi dấu ấn trong phim Chuyện phố phường với vai Lân cùng một số vai diễn thành công khác trong thể loại phim hình sự và chính luận như vai Ban trong Lãnh địa đen, loạt phim cảnh sát hình sự, vai Lưu trong Hành trình bí ẩn, loạt phim cảnh sát hình sự, vai Quân sư thép trong Đầm lầy bạc, loạt phim cảnh sát hình sự và Lương Nhân trong Đàn trời, vai tướng ngụy Trần Long trong Dòng sông phẳng lặng, vai Trần Vương trong Khi đàn chim trở về, vai Lê Hải trong Mạch ngầm vùng biên ải cùng nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình khác. Hiện nay, ngoài việc đóng phim, làm biên kịch, đạo diễn, Tùng Dương còn mở công ty chuyên kinh doanh về các lĩnh vực truyền thông giải trí và đào tạo diễn viên với tên gọi là Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông và Giải trí Thái Dương. Từng có mối tình đẹp như bao cặp đôi khác, Tùng Dương cũng hân hoan bước vào cuộc hôn nhân với bao khát vọng về một mái nhà và những đứa trẻ, nhưng mọi thứ không như mơ. Công việc đã đẩy cặp vợ chồng Son vào hoàn cảnh mỗi người ở một phương trời khác. Dù có với nhau một đứa con, nhưng cuối cùng sự cách xa địa lý đã không níu giữ mái nhà hạnh phúc cho con gái của Tùng Dương. Anh đi bước tiếp theo của cuộc hôn nhân với diễn viên Hoa Thúy. Hoa Thúy tới với Tùng Dương bằng tình cảm chân thành, thể hiện qua những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cả hai từng có thời gian vô cùng hạnh phúc, đều là nghệ sĩ nên họ quá đỗi hiểu công việc của nhau, hiểu tới nỗi mà sau này Tùng Dương vẫn hay cay đắng đùa rằng có khi nào cùng giấu thì đẩy nhau. Kết thúc với Hoa Thúy, Tùng Dương dành từ thương để nói về người vợ thứ hai của mình. Anh thừa nhận cuộc hôn nhân nào tan vỡ, người phụ nữ cũng đều thiệt thòi và cả những đứa trẻ nữa. Chia tay Hoa Thúy, Tùng Dương như người mất phương hướng, thương con, thương thân và thương cha mẹ. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, Tùng Dương vẫn có những đứa con để dõi theo, vẫn có cha mẹ ngóng chờ. Anh vượt qua suy nghĩ điên rồ khác để cố gắng sống. Bước vào cuộc hôn nhân thứ ba, Tùng Dương tâm niệm rằng không thể để đổ vỡ thêm lần nữa. Chính vì thế, bao nhiêu cái tôi, bao nhiêu sự thẳng thắn, bộc trực, anh cũng cố kìm nén sau cánh cửa gia đình. Đôi lúc Tùng Dương bảo, cuộc sống vợ chồng vẫn có những lúc xô nhau, nhưng anh giờ không còn nghĩ nhiều cho mình nữa. Anh nghĩ nhiều hơn cho bố mẹ, cho những đứa con và cho cả miệng lưỡi người dưng. Nhiều người bảo Tùng Dương chắc cũng trăng hoa nên mới trải qua ba cuộc tình như thế. Nhưng anh quả quyết, mình vốn không phải loại người như thế. Hai cuộc hôn nhân trước tan vỡ, anh biết mình cũng có lỗi trong đó. Nhưng có những thứ chỉ có người trong chăn mới có thể hiểu rõ, mọi phán xét bên ngoài đều vô nghĩa. Chẳng thế mà như con chim đã đậu phải cành cong, cuộc hôn nhân thứ ba, anh dành rất nhiều thời gian cho gia đình. Tùng Dương bảo có thời gian như anh nuôi cao cấp trong nhà, nấu cơm, rửa bát, lau nhà, anh làm hết, miễn sao vợ đi làm về cảm thấy thoải mái nhất. Vẫn một giọng trầm buồn, Tùng Dương kể tiếp, cuộc đời anh, hôn nhân lận đận đã đành, công việc cũng thế, nó khiến anh nhiều phen lao đao. Từng có lúc anh nghĩ sao cuộc đời có thể vùi dập mình đến thế, muốn tự tử để giải thoát bản thân. Nghệ sĩ, như mọi người biết đó, nếu không làm thêm cái gì đó, sẽ khó mà trang trải được cuộc sống. Tôi cũng vậy, và tôi tự nhận mình cũng khá nhạy bén trong kinh doanh, nhưng ba lần tôi đều thất bại, không phải do tôi ngu dại mà toàn tai bay vạ gió từ trên trời rơi xuống, khiến tôi thiệt hại nặng nề. Tùng Dương chia sẻ, Tùng Dương từng kinh doanh sân bóng nhân tạo, anh thuê khoảng đất trống, đầu tư cỏ nhân tạo và chia nhỏ sân cho thuê. Đang lúc đông khách thì bị thu hồi đất, chưa kịp có lãi, Tùng Dương đã ngậm ngùi chuyển đi. Sau đó anh mở quán bia ở Zone 9, tổ hợp ăn chơi của giới trẻ thủ đô, đầu tư cả tỷ bạc. Vừa được một tuần, khu Zone 9 xảy ra cháy, có người tử vong, Zone 9 đóng cửa. Cũng là lúc tài sản tích góp của Tùng Dương đội nón ra đi. Anh chỉ kịp mang vài thứ đi, thanh lý, cũng chẳng đáng là bao. Rồi Tùng Dương quay sang kinh doanh bất động sản, anh cùng bạn bè chung nhau mua mảnh đất lớn, cuối cùng khu đó lại thay đổi quy hoạch, giá đất không như kỳ vọng, lại tay trắng. Cứ mỗi lần biến cố trong kinh doanh, anh lại lao đầu vào đi đóng phim, viết kịch bản, tích góp trả nợ hết, dư chút anh lại kinh doanh và thất bại. Nhiều lúc Tùng Dương nghĩ giá như anh cứ yên phận ở công việc duy nhất làm nghệ sĩ thì có khi cuộc đời lại đỡ bất trắc như vậy. Đám cưới với 4 đứa con, 3 lần thất bại, từng muốn tự tử. Tùng Dương giờ đúc kết cho mình nhiều thứ với kinh doanh. Anh chia sẻ rằng mình sẽ chẳng bỏ một đồng nào ra đầu tư nữa. Anh đang mở trung tâm đào tạo diễn viên, cung cấp các diễn viên cho đoàn làm phim. Vốn bỏ ra không nhiều, chủ yếu kinh doanh chất xám. Hàng ngày Tùng Dương dạy các học trò của mình và đi tìm mối đầu ra, có nghĩa tìm các bộ phim phù hợp cho các diễn viên mình đào tạo ra có thể đóng. Thu
thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Và hơn tất cả, không phải đau đầu, suy nghĩ mông lung về nhiều thứ. Đôi lúc không kiềm chế được, anh xả trên trang cá nhân như một cách giải tỏa những căng thẳng cuộc sống. Hỏi Tùng Dương, xả trên trang cá nhân như thế, có lúc dùng từ không trong sáng, anh có sợ mất hình ảnh của diễn viên? Tùng Dương cười đáp, trang cá nhân là chỗ vui vui, thi thoảng chia sẻ thông tin để bạn bè gia đình biết mình vẫn khỏe, còn con người mình thì ai thân thiết mới hiểu. Tôi tính bộc trực, biết là như vậy thiệt thòi, nhưng đôi lúc không kìm chế được, tính vậy rồi khó bỏ, ai thân thì hiểu thôi. Nhiều năm nay, Tùng Dương mắc chứng tiền đình, bác sĩ chẩn đoán căng thẳng trong công việc và cuộc sống là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh về thần kinh. Hơn vợ 17 tuổi, Tùng Dương cho biết gia đình anh không tránh khỏi những lúc xô bát xô đũa bởi quan điểm sống khác biệt. Anh luôn cố gắng dĩ hòa vi quý vì nghĩ đến hai con gái, đồng thời không muốn là kẻ thất bại trong hôn nhân thêm lần nữa. Đến nay, Tùng Dương đã chung sống với Trang Nhung, người vợ thứ ba hơn 12 năm. Nhìn lại quá khứ, tôi nuối tiếc nhiều điều. Tôi bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên khi mới 25 tuổi, nên cái tôi lớn, ý thức về vai trò của người chồng, người cha mờ nhạt. Trong cuộc hôn nhân thứ hai với Hoa Thúy, cả hai chúng tôi đều có lỗi. Khi chia tay, tôi thấy thương cô ấy nhiều hơn giận, bởi phụ nữ luôn thiệt thòi. Đến nay, chúng tôi coi nhau là bạn bè, ít gặp gỡ nhưng vẫn trò chuyện về con cái. Sau hai lần ly dị, tôi thật sự mất phương hướng, không dám đến với ai trong 3 năm, Tùng Dương tâm sự. Diễn viên Tùng Dương ở tuổi 50. Không chỉ gặp biến động trong đời sống tình cảm, diễn viên từng thất bại nhiều lần trong kinh doanh. Anh đầu tư sân bóng nhân tạo nhưng gặp trục trặc phải đóng cửa trong thời gian ngắn. Năm 2013, anh mất tiền tỷ góp vốn ở quán Bia Zone 9 Hà Nội. Quán vừa khai trương, được 2 tháng thì khu vui chơi bị xóa sổ vì vụ cháy gây chết người. Tùng Dương cũng thử sức kinh doanh bất động sản nhưng thua lỗ vì rơi vào thời điểm thị trường nhà đất đóng băng. Vài lần phá sản khiến Tùng Dương từng nghĩ chết đi cho rồi, nhưng anh tự động viên mọi chuyện rồi sẽ qua thôi và những lần vấp ngã giúp mình mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Đối diện nhiều sóng gió, tình yêu diễn xuất giúp Tùng Dương cân bằng cuộc sống. Vào nghề từ năm 1994, anh đóng nhiều vai chính diện trong các phim như Mảnh đời của Huệ, Cô gái mang tên dòng sông, Người chịu nạn, Nhật thực làng Hạ, nhưng không gây ấn tượng. Năm 1997, khi kết hôn với Hoa Thúy, anh bị nhận xét kém tiếng hơn vợ. Tuy nhiên, diễn viên bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, miệt mài với nghề. Anh từng băn khoăn vì sao mình đóng hết phim này đến phim khác nhưng không nổi tiếng. Có phải vì không có lợi thế ngoại hình? Nhưng nhiều ngôi sao nước ngoài dù xấu vẫn ghi dấu ấn với khán giả. Vì thế tôi lại tiếp tục cố gắng, Tùng Dương nhớ lại. Khi chia tay Hoa Thúy sau 7 năm chung sống, anh mất nửa năm trời không có động lực làm gì. Một ngày tôi nhận ra mình vẫn còn yêu nghề quá nên xác định làm lại từ đầu. Tôi lật lại những mối quan hệ cũ để xin việc, những lời mời đóng phim trở lại. Năm 2004, Tùng Dương bắt đầu gây ấn tượng với khán giả qua vai Lân trong Chuyện phố phường. Lân là một kẻ tàn nhẫn vì muốn chiếm đoạt căn nhà cổ của gia đình mà dùng mọi thủ đoạn đẩy người thân đến đường cùng. Nhân vật có nhiều bộ mặt khác nhau, bề ngoài đều giả nhưng bên trong lại yếu đuối, cô đơn. Trong Chuyện phố phường, Tùng Dương liên tục được các đạo diễn nhắm cho vai phản diện. Tùng Dương trong trích đoạn phim Khi đàn chim trở về, anh vào vai Kiểm Lâm trò chuyện với lão nông cho lâm tặc thuê trâu. Anh còn được người xem nhớ đến qua các nhân vật như Ban của Lãnh địa đen, Lưu trong Hành trình bí ẩn hay Lương Nhân trong Đặt trời, Trần Vương khi đàn chim trở về. Tham gia chủ yếu các phim hình sự, chính luận, Tùng Dương thường mất từ nửa năm đến một năm cho mỗi dự án. Các phim thuộc đề tài này thường có bối cảnh ở miền núi, biên giới phía Bắc, điều kiện quay vất vả, thiếu thốn. Năm 2015, khi thực hiện bộ phim Khi đàn chim trở về, Tùng Dương và ekip 50 người cùng ngủ ở một nhà sàn có duy nhất một nhà vệ sinh. Mỗi sáng, đoàn dậy từ 4 giờ để chuẩn bị, 6 giờ bắt đầu làm việc. Quá trình quay kéo dài từ mùa đông sang mùa hè. Để bối cảnh thống nhất, diễn viên phải mặc áo lông, khăn quàng trong thời tiết nóng bức. Trong hơn 20 năm theo đuổi nghiệp diễn xuất, Tùng Dương đóng khoảng 80 phim. Các vai diễn của anh không phải típ đầu trâu mặt ngựa, đao to búa lớn, mà là những kẻ lưu manh giả danh trí thức. Các cán bộ tha hóa, biến chất để khắc họa thế giới các nhân vật phản diện muôn hình vạn trạng. Trước khi nhập vai, anh luôn phân tích, nghiên cứu kỹ hoàn cảnh, xuất thân, địa vị, công việc, các mối quan hệ của họ để tìm ra cách thể hiện diễn biến tâm lý phù hợp. Anh giữ nét diễn đặc trưng với nụ cười nhếch mép, gương mặt lạnh, cách nói chuyện rừng rưng. Khi nhìn lại sự nghiệp, Tùng Dương thừa nhận anh không tâm đắc đặc biệt nhân vật nào bởi cảm giác mỗi vai đều có chút gì đó thiếu thiếu. Diễn viên ao ước được đóng lại các phim cũ bởi muốn thể hiện tốt hơn.
Đóng nhiều vai phản diện trên phim, ngoài đời, Tùng Dương gặp không ít tình huống giờ khóc giờ cười với khán giả. Một lần khi anh ra sân vận động xem bóng đá, một nhóm người liên tục xì xào chỉ trỏ, cái thằng kia đóng tướng Trần Long trong Dòng sông Phẳng Lặng đấy, ở ngoài đời trông còn đều hơn trên phim. Khi đi ăn sáng, tụ tập cùng bạn bè, diễn viên nhiều lần đối diện với những ánh mắt tò mò, câu nói ác ý, nhìn cái mặt chỉ muốn đấm cho một phát, mặt thế kia thì sao là người tốt được. Tôi đã qua thời kỳ vào nghề từ lâu, không còn chạnh lòng, tủi thân trước những phản ứng như vậy của khán giả. Ngoài đời, bạn bè, người thân đều nhận xét tôi thẳng thắn, bộc trực, khắc hẳn hình ảnh trên màn ảnh. Tùng Dương nói, sau vai Hải, trong Mạch Ngầm vùng biên ải, Tùng Dương ngừng đóng phim truyền hình vì không nhận được những kịch bản ưng ý. Một phần khác vì ở tuổi 50, anh cảm thấy mình đã ở bên kia dốc của sự nghiệp. Mấy năm nay, anh chuyển hướng mở công ty đào tạo diễn viên trẻ, sản xuất các sitcom. Anh hoàn thành 10 kịch bản phim truyền hình, trong đó 8 bộ đã được soạn xuất. Một số bộ như Những Đóa Quân Tử Lan, Vực Thẳm Vô Hình đã phát sóng. Tôi đã phần nào khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực diễn xuất, được khán giả nhớ đến. Nghề diễn cho phép nghệ sĩ sáng tạo nhưng phải ở trong khuôn khổ. Tôi mong muốn được mày mò nhiều hơn ở những công việc như biên kịch, đạo diễn. Mơ ước có thể tự viết kịch bản, sản xuất được một tác phẩm phim chiếu rạp trong 3 năm tới. Tùng Dương hào hứng nói về dự án khi nằm trên giường bệnh.